Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube Cuộc Sống Thảo Hồ Chimney. Hôm nay Thảo quay cái hồ cá. Đây là cái sự yêu cầu của con gái của mình là thích nuôi cá. Đây, thì muốn nuôi cá thì Thảo làm một cái bảng. Nếu muốn mua nuôi 4 con cá thì cái bảng đó là 500 điểm. Giống như ví dụ như là quét nhà 10 điểm, ngủ 4 giờ 10 điểm, dẹp dọn phòng 10 điểm, phụ ba mẹ 10 điểm, đọc sách 10 điểm, đàn 10 điểm. Nói chung là những gì mà sinh hoạt của bé gấu, tất cả là Thảo đều ghi điểm. Giống như là Thảo nuôi 4 con cá thì có 500 điểm, thì mỗi ngày bé gấu làm những cái sinh hoạt, những cái điều mà giúp đỡ cho mọi người hoặc là cho bản thân mình, hoặc là kỷ luật cho bản thân mình, thì đều ghi vào điểm để tính. Thì tính đủ 500 điểm thì những ước nguyện của bé gấu sẽ được thực hiện. Thì bây giờ là thực hiện là nuôi 4 con cá là 500 điểm. Thì bé gấu có đủ 500 điểm rồi. Thì bé gấu được nuôi 4 con cá. Thì vừa rồi mình đi ham buồn nhà ông anh thì mình sinh được 4 con cá, 4 con cá vàng hay cá coi gì đó, rất là đẹp. Thì không phải là những cái kiến thức này là mình tự mình nghĩ ra, mà là do thầy Nguyễn Phùng Phong Hitachem. Thì Thảo có đăng ký vào đó học 5 năm để đồng hành với các con. Thì Thảo thực hành cái này thì Thảo thấy cái bước đầu nuôi 4 con cá thì Thảo thấy bé gấu rất là hào, rất là thích và rất là phấn khởi khi mà mình thực hành những cái bảng điểm như vậy. Mà Thảo thấy cũng có kết quả cho bé gấu, thì cũng chưa hẳn 100%, nhưng mà bé gấu nó có động lực và làm, và mỗi lần làm thì bé gấu đều ghi vào cuốn sổ của bé gấu, thì bé gấu sẽ cộng điểm nếu mà đủ. Thì chút nữa là bé gấu sẽ thả 4 con cá này vào trong hồ. Bé gấu mong muốn khi mà mình muốn làm việc gì đó thì mình phải để mục tiêu, hoặc là như thế nào mới đạt được cái điều mà bé gấu thích, thì cái đó mới là điều quý trọng đối với bé gấu. Còn đang không mà mình cho con nó dễ dàng quá thì cái đó nó không có trân trọng biết ơn cho lắm. Nên Thảo làm cái bước đầu tiên thì được 500 điểm, thì 4 con cá, thì Thảo thấy em nó rất là bé gấu rất là phấn khởi và rất là thích. Đây, gấu, thành quả của gấu có được 4 con cá, gấu thích lắm nè, được 500 điểm. Đây, khoan để mama quay. Mama phải lắm. Đâu mama làm rồi nên để cho nó lại. Có 4 con cá của gấu, bây giờ gấu thả vô nè. Đó. Cái này cái gì vậy? Cái này để cho con essence của con cá đó gấu. Được không? Cũng không phải thầy cả đâu. Gấu thích không? Mỗi ngày gậu nói sao? Gậu nói cảm ơn. Đó. Ôi, gậu đâu cần vợ cái cả lên đó. Này, để ra SN vợ đấy. Mỗi ngày gậu ra cho cả ăn nha không? Đấy, cái đó để cho nó nọ essence con. Đây đây đây. Cái đó cho nó essence con.
gấu rất là thích, nên các bạn muốn con mà nuôi cái gì thì mình ra quyết định cho con mình là nó nái để bố đi thôi. Mẹ con mình nó có cái động lực để nó mong muốn của bé gấu. Bây giờ gấu thích nuôi cái gì nữa? Hả? Gậu nói đi, gậu muốn nuôi cái gì nữa? Cá này. Dạo rất là cảm ơn thầy Nguyễn Phùng Phong đã có một cái sức ốp mà để cho con mình có cái động lực mà mong muốn. Nếu mà mong muốn cái gì thì phải bỏ công sức và làm việc thì mình mới có đạt được cái đó, thì mới là quý trọng với con mình. Quay cái hồ cá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh của Thảo rất là nhiều. Và thử các bạn áp dụng cái cách của Thảo làm cho bé gấu. Giờ Thảo chưa biết có kết quả hay không, nhưng mà đây là cái đầu tiên của con mình. Cái để mình cho con mình đạt được cái điều nó mong muốn, và số điểm 500 điểm, mỗi làm việc là ghi 10 điểm đó. Nên Thảo rất là vui. Không biết mỗi lần làm cái việc gì cho con mình mà cảm thấy con mình nó đạt được, mình giống như là mình cũng đạt được theo con mình. Giờ mục tiêu tiếp theo của gấu là hai con chim vẹt, hai con vẹt là 1.000 điểm. Thì Thảo sẽ tiếp tục, nếu mà gấu đạt được hai con vẹt thì Thảo sẽ quay cho mọi người xem kết quả của gấu đạt được 1.000 điểm thì có hai con vẹt. Cứ mỗi mục tiêu mình cứ kế tiếp như vậy, mình không có làm áp lực con mình thì chừng nào cũng được. Nhưng mà nếu mà đứa bé nó có cái sự mong muốn thì nó sẽ làm nhanh. Thì Thảo không có hối thúc con mình, mà là Thảo chờ đợi và hạnh phúc thôi. Đây là cái vườn, cái đồng sau của nhà mình.
cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Thảo, và cảm ơn mọi người đã cho Thảo động lực để Thảo tiếp tục làm cái video để chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để chúng ta cùng nhau